Đại gia hảo. Bây giờ hãy tiếp tục học bài 27 tương ứng với bài 9 quyển 1. Đầu tiên hãy nghe và nhắc lại từ buổi chiều. Xia ủ. Xia. Xia. Ủ. Ủ. Xia ủ. Xia ủ. Buổi chiều mình đi. 下午我去 buổi chiều đi mua hoa quả. 下午去买水果 buổi chiều đi ra ngân hàng. 下午去银行 下午去银行 Bây giờ là từ thư viện. 图书馆 Thú Thú Shú Shú Quản Quản 图书馆 图书馆 Thư viện trường nguyên văn là trường học thư viện. 学校图书馆 学校图书馆 Buổi chiều mình đi ra thư viện. 下午我去图书馆 下午我去图书馆 Bạn có đi hay không? Nguyên văn là bạn đi không đi. 你去不去? 你去不去? Mình không đi. 我不去. Mình phải đi ngân hàng. Nguyên văn là mình cần đi ngân hàng. 我要去银行. 我要去银行. Trong đó từ yào đã học trong cách nói khi gọi đồ, có nghĩa là lấy. Cần về trường, phải về trường. 要回学校. 要回学校. Phải đi mua hoa quả. 要去买水果. 要去买水果 Phải đi rút tiền 要去取钱 要去取钱 Bây giờ là từ đổi 换 换 Đổi tiền 换钱 Khoản chén. Đi ra ngân hàng đổi tiền. Chuyển ngân hàng khoản chén. Chuyển ngân hàng khoản chén. Mình phải đi ra ngân hàng đổi tiền. 我要去银行换钱. 我要去银行换钱. Hãy nhắc lại, buổi chiều mình đi ra thư viện. 下午我去图书馆. 下午我去图书馆. Bạn có đi hay không? 你去不去? Mình không đi. 我不去. Mình phải ra ngân hàng đổi tiền. 我要去银行换钱. 我要去银行换钱.
Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đúng vậy, đi đến Bắc Kinh học. 对，去北京学习。 Đi đâu vậy? 去哪儿呢? Không sao. 没关系。 Uống trà. 喝茶。 Họ Trương. 姓张。 Người Mỹ. 美国人. Của bạn với nghĩa bạn bè. 朋友的. Cơm chỉ cơm gạo tẻ thông thường. Mì phản. Bia. Pí chiếu. Táo nửa kg bao nhiêu tiền? Pính của y chín đua sào chén. Đắt quá rồi. Thay quẩy lợ. Còn lấy cái khác nữa. Hái nhỏ bía tờ. Quýt bán thế nào ạ? Chúy dư dở má mải. Tổng cộng 16 tệ 5 hào. Ý cùng 16 khoai 5 máu. 50. 50. Trả cô tiền. Cái nì chén. Trả lại cháu 34 tệ, dùng từ lịch sự. Chào nín 34 khoai. Buổi chiều đi thư viện. Xiao wǔ qù tú shú quán. Đổi tiền. Huàn qiān.